đâu con, khỏe không? Trời ơi, trẻ mà chú, không phải gọi là con. Trẻ mà kêu con, năm nay 18 tuổi chưa? À, dạ, con mới 19. Con mới 19 chắc chú mới đẻ hôm qua. Hôm nay sẽ dắt con vào ở trong buồng nè. Buồng nè. Chúng ta sẽ gặp vàng nè. À, cái này phải tốt không chú? À, xung quanh là ta trồng tiêu, trồng điều, trồng cà phê rất là nhiều. Oh my god. Thưa quý vị, hôm nay Cindy Hạnh Linh sẽ làm gái đồng bào Mưa Nóng. Lại mưa. Đúng không lạ. Trời ơi, mấy cái nhạc cụ này mang vô vào phòng thu chắc nghe đã lắm nè. Trời ơi, nghe đúng hay luôn á. Nước đang chảy róc rách, nhạc cụ bà con đồng bào mình á. Họ sáng tạo dựa trên những cái gì thuộc về thiên nhiên á. Ờ, âm thanh thiên nhiên, âm thanh đại ngàn. Cuối đoạn đường. Xe là đi lộn không ta? Để mình đo thử coi. Lộn không con? Không lộn đâu, không lộn. Con đi, tại đâu có tới, đợi để con cầu nha. Con làm cái chuyện tàu lao không vậy con? Con cần chú chụp mấy tấm hình không? Dạ được. Đây chú chụp mấy tấm hình. Đó. Con níu vô tay chú nè, tại dạ. Chú mặc cái dép để nó không có tuột. À. Ừ. Bảo vậy đôi dép là đôi dép sáng tạo người Việt Nam chứ mà con giỡn hả? Nhưng mà đưa hơi chậm thôi. Thì dĩ nhiên mang dép chạy sáng tạo mấy người mang giày. Nhưng mà có vấn đề là đôi dép này là đi biển, đi sông, đi suối gì hồi vậy chú mang hết. Nó chạy rồi. Đi theo đó con, đi theo. À, nó chạy nhanh quá à. Oh, no. Biết mình muốn bắt nó hay sao mọi người. Được rồi. Cầm cái giò, cầm cái giò, cầm cái giò, cầm cái giò. Quay. Trời đất ơi. Tôi đi lên trong bệnh. Dạ. Tôi đang quay phim cô đó. Quay phim rảnh rồi đúng không? Rồi đi bắt dịch giờ đi nào. Hai, ba, hai, bảy, vô, vô. Xin đi đang quay phim. Và tôi quay xin đi. Còn lại mấy bạn quay phim thì đi bắt dịch. Được chưa, được chưa? Dạ, được rồi, được rồi. Đây. Chú chắc thằng ảnh gì không? Nhỏ nó quay tôi quay nó. Sắc quá. Wow. Ôm. Nhìn thấy cái da nó co lua vô luôn trời. Nè, đó, nó cái lỏng nó sẽ cháy hết. Giờ nó sẽ hết thôi, rất là thơm. Dạ, dạ. Tôi sẽ bỏ khoai mì vô. Trong thời gian con khẹt đó thì chú làm tỏi rồi ha. Chúng ta chuẩn bị tiến hành nấu dịch. Yeah. Chó lửa quá. Ủa, vậy giờ. Đây là tiêu anh em chúng tôi đã hái được. À. Rồi. Dạ. Nè. Lấy cái đường chấm vô đây. Khoai mì. Ăn thử khoai mì coi. Lần đầu tiên con ăn món này đúng không? Dạ.